Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội liên tục xử lý nhiều nguồn tin về nhóm tin tặc đã gửi hàng loạt các thư điện tử rác tới các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam với nội dung đe dọa đã chiếm quyền điều khiển máy tính của nạn nhân và đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số, cụ thể là Bitcoin. Nếu không sẽ phát tán thông tin hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Đây chỉ là một hình thức mà tin tặc sử dụng nhằm đánh vào tâm lý nạn nhân. Giống như có tật giật mình thôi, tức là nó giải trên diện rộng. Thì có những người nếu mà có tật thì bản chất lúc ấy sẽ bị giật mình. Chứ còn thực ra ấy, để mà khẳng định là tin tặc đã có những hình ảnh đấy không ấy, thì không có cơ sở. Ngoài ra, mã hóa dữ liệu cũng là hình thức mà tin tặc sử dụng phổ biến. Do đặc tính ẩn danh, khó truy vết và thanh toán không biên giới, nên tiền kỹ thuật số hay tiền mã hóa là công cụ mà tin tặc thường lợi dụng để thanh toán giao dịch trong các vụ tấn công mạng. Theo thống kê của BKAV, năm 2020 ghi nhận hơn 2 triệu lượt tấn công mã hóa dữ liệu, trong đó tin tặc đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số. Thì con số này thì qua các năm vẫn được tăng lên khoảng 10%, thì chứng tỏ là cái loại mã độc này nó vẫn đang rất là phổ biến và là nguy cơ rất là lớn đối với người sử dụng máy tính tại Việt Nam. Trên thế giới, nền tảng tiền kỹ thuật số cũng là mục tiêu tấn công mà tin tặc thường hướng đến. Dạng tấn công này chưa xuất hiện nhiều tại nước ta, tuy vậy sẽ là mối lo ngại trong tương lai khi mà mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu thí điểm tiền kỹ thuật số. Thì an toàn thông tin là cái cốt lõi cho các cái nền tảng về tiền nói chung, cả tiền mã hóa lẫn là tiền kỹ thuật số pháp định do nhà nước ban hành. Thông thường thì người ta dùng cái công nghệ blockchain để mà đảm bảo cái độ tin cậy của dữ liệu, các cái thông tin giao dịch trên hệ thống. Tiền kỹ thuật số là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra những thách thức về an toàn bảo mật. Do vậy, ngoài các giải pháp kỹ thuật, trang bị hệ thống an ninh mạng đầy đủ và sao lưu dữ liệu dự phòng, thì chính mỗi cá nhân, tổ chức cũng cần nâng cao hơn nữa nhận thức về an toàn thông tin để bảo vệ chính mình trước sự biến hóa khôn lường của tội phạm mạng trong kỷ nguyên số.